chia phai. Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến ngần ngày. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, đôi xe như nước trên đường vươn. Dạ con xin chào cô chú, con xin tự giới thiệu, con tên là Dương Lâm. Quê con thì rất xa xăm ở tận Đồng Tháp, con đón xe mới vào. Hoàn cảnh gia đình thì không có giàu, gia đình truyền thống làm cái nghề bán bánh chưng. Lúc trước thì con làm công nhân mà bây giờ con làm biến quá, công ty nó đuổi con rồi. Body con lúc trước thì hơi còi nhưng mà bây giờ tập tạ, cái body con nó hư đô. Cái miệng con lúc nào cũng bô 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 bô, con quyết định con đi tấu hài. Tấu hài được một thời gian cái bà con lên góp ý là cái thằng này diễn vô duyên. Cái con buồn như một con điên, cái cuối cùng là con quyết trở về bán cái nghề bánh chưng. Một hôm con đi bán lưng tưng lưng tưng lưng tưng, thì con nghe trên đài báo một cái chương trình rất vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì con quyết định thi cái chương trình này ngay. Và hôm nay quả thật là may, con đã may mắn lọt vào vòng trong. Bây giờ con chỉ thầm mong là bà con cô bác ủng hộ con hết mình. 12 là số của con, mọi người nhớ nhé, con là Dương Lâm. Dạ, ngày hôm nay con biết là ở đây đám cưới này con mới xuất hiện ở sân khấu này. Bây giờ con có một cái tiết mục văn nghệ để biểu diễn cho cô chú coi. Nếu mà cô chú thích á, ủng hộ cái bánh chưng bánh giò giùm con rất là rẻ, có 10.000 thôi. Và bây giờ tiết mục của con xin phép được bắt đầu. Wow, fantastic baby. Dance. I want to dance, 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 dance. Fantastic baby. Dance. I want to dance, 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 dance. Wow, fantastic baby. Ai mua giỏ gai, có ai mua giỏ gai? Hãy dừng chân đến quán con đây bán bánh giò gai, cho nên con rất đẹp trai. Con bán giò gai chứ khô nay con không có bán. Dạ cô bánh giò, chú bánh mà... giò, bánh giò, bánh giò, bánh giò. Trời đất ơi, mới hát con người giúp đỡ con rồi. Chú ơi, mua mấy cái chú? Ông mua. Cái kỳ vậy? Nhưng mà tao ăn đám cưới ở dưới, tao nhìn cái mặt mày tao quen lắm. Nó nghe nè, hôm qua tao mua bánh giò mà tao mua hai cái phải không? Dạ đúng rồi. Ừ đúng rồi, tao mua về cho bà và vợ tao bả ăn á. Bả khen ngon lắm. Con thành công rồi. Bả nhập viện rồi. Trời đất ơi, gì kỳ vậy chú? Mày bán bánh giò gì mà kỳ cục, nhìn bánh giò ở bộ cũng ngon ha. Dạ. Trời đất ơi, mở ra một cái nguyên cái đuôi con chuột luôn nè. Hả? Có không? Bây giờ tao hỏi mày, cái đuôi con chuột này là đuôi con chuột nào? À, đêm đêm con bắt chuột đồng, ai dè chuột cống nó liền nhào vô. Ô kia, kia 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 có một cái bô. Hả? Con liền bắt nó bỏ vô bô đem về. Đem về làm gì? Đem về con mới măng mê. Con mắt liếc liếc có bê đê không nào? Trong lòng cảm thấy cồn cào, cầm ngay cái chảo con xào liền tay. Bề ngoài tuy có hơi dai, ăn vô một phát vô cùng giòn tan. Tao tán tụi tao mà giòn tan. Trời đất ơi mày ác quá vậy. Nghĩ sao con chuột cống nó đã dơ rồi mà nó còn bỏ vô bô đem đi xào xào xào. Trời đất, chú nghĩ sao mà nó dơ? Mày ăn đi. Trời đất ơi, có ai đâu dám ăn. Ngon. Cá mèo. Ngon. Chim cút. Đắng đắng. Dây thùng hả? Ăn đi chú, ăn đi con. Ngon hơn. Đó ngon quá trời. Sau khi ăn, bắt đầu chúng ta cảm nhận. Dường như nước thịt chuột nó đã tràn xuống bàn quan. Hả? Nó lang thang xuống cái bẹn. Trời, nó hổ thẹn. Lộn, 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 lộn. Hình như nó có cái gì sai sai ở bao tử đó. Mày cái gì vậy? Hả? Có sao không? Phải có sao không? Chú Minh à, chú Minh à. Là gì? Là cha mi ngu. Ai mất con ngu, con chữ con ngu, con đau quá, con ăn thịt chuột. Ê, ai là ta, trời chú ơi. Trời đất ơi, tao nói mày cái này nha. Cái này là mày bị ngộ độc thực phẩm rồi. Chưa lắm, mày nằm ở đi, tao móc điện thoại ra tao gọi. Khoan! Chú gọi ai? Tao gọi cấp cứu. Hả? À, con cảm ơn chú.